Chào các bạn đến với kênh Anh Thợ Ve Chai nha các bạn. Hôm nay mình có mua được cái quạt, cái quạt bàn nữa nè các bạn. Một cây quạt bàn nha các bạn. Để xem nè, cây quạt bàn này của Bifang nha. Bifan nè các bạn. Thì mình mua để mình gã, mình lấy linh kiện nha các bạn. Bây giờ mình tiến hành mình gã ra coi coi nó còn hay là nó cháy nha các bạn. Mình thì mình mua mình gã mình lấy đồ không à, lấy mua tưa đồ thôi chứ mình không có làm nguyên cây mình bán. Đầu tiên mình mua cây quạt này cũng được, mình mua giá là 45.000 nha các bạn. Đầu tiên mình gã cái cánh ra, mình chưa biết nó còn hay là sống hay là chết nha các bạn, hên xui thôi. Đó. Thì trước mắt là mình được cái cánh cánh sen cô rồi. Cái cánh này là ở cửa hàng nó bán là hiện giờ là 35.000 cánh nha các bạn. Nhưng mà cánh này mình rửa lại mình có thể mình bán được cho khách là được 20.000. Còn mấy cái gỗ này thôi mình bỏ mình bán phế liệu. Chỗ mình hơi chật chội nha các bạn, xem thông cảm nha các bạn, tại vì cái khung hình của mình ở đây á, thì chỗ mình chứa nhiều đồ quá nó hơi chật chội. Giờ mình tiến hành gã ra nghe các bạn. Các bạn thấy kênh của mình mà có hay và hữu ích nhớ bấm like đăng ký ủng hộ kênh mình nha các bạn. Mới dòm vô tưởng cháy hết hồn. Này bị phù ca ba luôn nè các bạn. Không biết còn không nữa đây, sống hay chết đây, thấy nó còn nguyên đó các bạn nè, bạn thấy không đó. Còn điện này còn zin nha các bạn, chưa có thợ gới vô nha. Con ốc này nó chưa có dấu mở nha, chỉ có cái là hình như nhông này hình như trước giờ nhông này như chưa có thai luôn. Cà ba có thai rồi, nhưng mình nghĩ có thai rồi luôn các bạn ơi. Tại vì có người dẫn cái càng này nó ngược rồi nè, có kỹ sư dẫn càng ngược rồi. Cái này mình gã luôn cái ốp mặt nạ luôn nha các bạn. Nếu mà mình thay cho anh ta thì mình của bên kia thì đồ tốt thì mình lấy, còn lấy thì mình bắn dứt vô luôn cho anh ta. Đầu tiên mình coi coi bạc cốt còn không nha. Này với kinh nghiệm mà nhiều năm của mình đó các bạn, mình xem bạc cốt này nó còn được 95% nha các bạn. Nó hơi hơi à, nó còn ngon lắm, 95% luôn á. Đầu tiên mình cắt con dây này ra đi, mình đo tóm tắt của hai đầu K3 này nè, coi nó lên nó không còn điện còn sống không nha, mới là ngon. Chứ mà mình còn ngon bạc cốt mà cục điện nó cháy rồi chứ không. Rồi, đầu tiên mình cũng dùng ít cũng mừng nha các bạn. Đây X10 mình đo hai đầu K3 nếu mà kim nó lên. Nó cao quá các bạn ơi, giờ mình đo hai đầu K3 nha. Đo hai đầu dây K3 có kim lên không nha. Lên đó các bạn. Vậy là còn ngon nha các bạn. Im im. Rồi giờ mình gã luôn cái hộp nhông này bỏ luôn nha. Cục điện còn nè. Đó. Đó, còn nha các bạn.
Dây này để tôi coi dây cột điện này nó to không mà lên hơi cao quá. Dây này 0,18 nha các bạn. Rồi mình gã ra luôn nha. Mình gã ra mình bỏ cái dàn chân này luôn. Mình chỉ lấy motor thôi. Bỏ ra chai luôn, bỏ mũ luôn. Mình hay mua đồ này nọ lắm các bạn. Mình mua về mình gã lấy đồ không mà thành thử ra cái đồ phế liệu của mình, ba cái vỏ mũ này nọ, ba cái đồ mũ đồ của mình là bán phế liệu nhiều lắm. Cái dàn số này nó còn mà nó cùi bắp quá. Dàn số này nó còn tốt mà nó cùi bắp quá, để cho coi. Ô ghiệu luôn rồi, bỏ luôn. Các bạn xem mà thấy kênh của mình có hay và hữu ích, các bạn nhớ đăng ký ủng hộ kênh của mình nha các bạn, cho mình có động lực làm, mình có động lực mình quay video thêm cho các bạn xem nha. Có những gì mới lạ mình quay thêm cho các bạn xem, chia sẻ cho các bạn coi chơi. Đây mình gỡ ra nha các bạn, gỡ bỏ cái này luôn. Cái này phù nè, các bạn thấy không, phù nè, đó, rõ ràng không, nó phù gì đó. Chạy mà nó lên 5A là phù, còn điện này nó có cách ly tốt lắm nè, cách phím luôn nè, nó cách giấy luôn nè, đó, cách giấy bên nhăn luôn nè, thấy không, là gin của nó là gì nha các bạn. Mấy này là ốc áp rồi mình không có giữ lại, mình bỏ hết luôn. Bởi vì nhiều lắm các bạn ơi. Cái này nhiều lắm. Mình chỉ cái này lấy được cái cổ nha. Cái cổ này mình còn sử dụng được, cái cổ bàn nha các bạn. Nhiều khi thỉnh thoảng thay cũng hiếm mình có, mình thay cho người ta. Cổ mới mình vẫn có nha, nhưng mà cái cổ cũ là nhiều khi kẹt kẹt rồi cũng cũng có hết đó, cái mình cũng có mình thay, nó cũng ngon lắm á. Nó cổ cũ này nó chắc hơn cái cổ mới mua chợ để thay cho khách nó nhiều lắm, nó xa lắm á, tại vì nó ngày xưa cái gì nó cũng tốt cho nó, mà cổ mũ dẻo thì mình lụm lại, còn cổ nào mà nó bèo quá thì mình bỏ luôn, còn cái nào mình tận dụng lại đây thì mình tận dụng nha các bạn. Cái bù lon cổ nè mình lụm lại nè, này lụm lên nè, sử dụng được lụm nó bỏ đó. Đó rồi, này là nguyên cái thân này là mình bỏ nè nghe các bạn. Rồi cái tiếp mình rút cái cổ ra luôn nha, đó. Rồi bây giờ mình muốn ngon lành ha, mình muốn thử coi nó chạy ngon hay không, mình lấy cục ca ba khác nha các bạn. Đây ca ba có sẵn nè, mình lấy cục K3 mình lụm bữa trước á, mình lụm bữa trước bên cây quạt kia, mình mua cây quạt keo á nè, mình lụm sẵn rồi mình thử để mình lấy ống mình đút vô đàn vàng nha các bạn. Trước khi mình thử mình cũng phải đút vô đàn vàng chứ không có giỡn chơi với điện được, mình phải cách nó đàng hoàng. À. Rồi mình lấy cái cọng dây đây nè, thằng này vô điện sống nè, tại vì K3 nó nằm trên đầu thì cọng này vô điện sống đó, thì xanh một vàng hai trắng ba,
cái quy luật của nó là xanh một vàng hai trắng ba, bất cứ cây quạt nào cũng vậy nha các bạn, nếu mà còn zin nha. Còn đã qua tay thợ rồi á, mỗi người thợ nó có cái sắp đặt khác nhau. Có người thợ thì xài xanh chạy đỏ đề, xám một vàng hai trắng ba đó. Cái gì đó, giờ mình thử hết ba cái số này coi cây quạt nó chạy ngon không, cục điện chạy ngon không nha bạn. Đây, cái gì đi nha. Rồi mình nhúng vô điện nha các bạn. Đó, mình lấy con xám này mình nhúng vô số 1 nè. Coi nó chạy như thế nào nha, nó có kêu ồ ồ không nha. Êm rồi các bạn. Êm nha, cục điện màu zin nha, cục điện này mạnh lắm nha các bạn. Bây giờ mình quay qua số cái thằng số 3 luôn đi. Thử tóm tắt luôn số 3 luôn cho nó ngon luôn nha. Quá ngon các bạn ơi. Quá mạnh. Rồi thử luôn số 2 luôn nha các bạn. Rồi, cục điện này chứng tỏ là nó còn rất ngon nha các bạn. Các bạn thấy kênh của mình mà có hay nhớ ủng hộ kênh của mình nha các bạn. Hôm nay mình mua được cây quạt này là mình chia sẻ cho các bạn xem. Mình lấy đồ vết mình thay cho khách nha các bạn, nó còn zin nha. Vậy là bữa nay mình mua cũng được may mắn như bữa trước. Các bạn thấy kênh của mình mà có hay và hữu ích thì các bạn nhớ bấm like và đăng ký kênh của mình nha các bạn. Ủng hộ cho mình để có mình có thêm động lực để mình làm thêm clip khác cho các bạn xem. Mình mua cái gì hay mình về cho các bạn xem nha. Giờ mình chào tạm biệt các bạn nha. Mình cái này mình cuốn lại mình cắt để mà mai mình đem làm cho khách. Đó, cả này tháng nắng các bạn ơi, mình đi sửa là quạt cháy nhiều lắm. Với quạt người ta mua tặng phẩm rồi đó, cháy nhiều người cũng không, người ta không có tiền người ta mua quạt mới á, người ta sẵn cháy rồi mình hư rồi không chạy, người ta kêu mình sửa cháy rồi mình thay luôn, lãnh thay luôn. Thì có sẵn thì người ta mướn mình thay, còn không có thì thôi đó. Rồi thôi, chào các bạn nha. Các bạn nhớ ủng hộ kênh của mình nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn clip sau nha. Chào tạm biệt.